Bước sang năm 2024, địch lệ nhiệt ba cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, chứng minh đẳng cấp đỉnh lưu lượng khiến nhiều sao nữ phải dè chừng. Mới đây, loạt ảnh mặc váy cưới của mỹ nhân Tân Cương đã gây bão toàn mạng. Địch lệ nhiệt ba có một sự khởi đầu năm 2024 tương đối thành công khi lấy lại phong độ trên đường đua nhan sắc. Loạt tạo hình của cô nàng dịp đầu năm nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh. Mới đây, nàng mỹ nhân Tân Cương lại gây chấn động giới giải trí khi một loạt ảnh mặc váy cưới trắng của cô nàng đã được đăng tải. Nhiều cư dân mạng thắc mắc không biết chú rể của nàng mỹ nữ Tân Cương là ai hay đây chỉ là một tạo hình trong phim. Tuy nhiên, nhìn vào loạt ảnh này, không khó để nhận ra đã được chụp từ cách đây khá lâu. Có vẻ như đây là những bức ảnh được địch lệ nhiệt ba chụp quảng cáo cho một thương hiệu váy cưới từ thời điểm vào nghề chưa lâu. Trong ảnh, nhan sắc nàng mỹ nữ Tân Cương trông có phần non nớt và chưa được mượt mà như hiện tại. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận rằng địch lệ nhiệt ba vẫn rất hút mắt khi diện váy cưới trắng. Cách đây không lâu, địch lệ nhiệt ba cũng gây bão toàn mạng khi hóa cô dâu Tân Cương. Theo đó, địch lệ nhiệt ba là một trong những nghệ sĩ được mời tham gia xuân vãn của đài CCTV năm nay. Xuất hiện trên sân khấu, cô nàng mang đến cho khán giả một điệu múa Tân Cương cực kỳ sôi động và đẹp mắt. Đặc biệt, nhan sắc rạng rỡ như hoa thạch lựu của địch lệ nhiệt ba nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng. Có ý kiến bày tỏ nhìn tạo hình này trông cô nàng giống như một cô dâu Tân Cương sắp về nhà chồng vậy. Cô nàng thậm chí còn leo lên top 1 hot search của cả bảng chung và bảng giải trí trên Weibo. Nhiều ý kiến bày tỏ đã lâu lắm rồi mới được thấy địch lệ nhiệt ba múa Tân Cương trên sân khấu lớn. Nhan sắc của cô nàng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Theo Khốc Vân, tiết mục Vũ Lạc Tân Cương với sự tham gia của địch lệ nhiệt ba đạt rating toàn bộ kênh top 1 và rating theo thời gian thực cao nhất trên CCTV là 30,3843%. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, địch lệ nhiệt ba cũng từng nhiều lần diện váy cưới trắng trên màn ảnh. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến hai bộ phim là Em là niềm kiêu hãnh của anh và Hạnh phúc trong tầm tay. Diện váy cưới ở thời điểm nhan sắc ở thời đỉnh cao, địch lệ nhiệt ba khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì sắc vóc quá xuất sắc. Công chúng cũng hy vọng bước sang năm 2024, nàng mỹ nữ Tân Cương có thể chọn được một kịch bản tốt để bù đắp lại danh tiếng trên đường đua phim ảnh. Trong năm 2023, địch lệ nhiệt ba gây thất vọng với hai tác phẩm là Công Tố và An Lạc Truyện. Cả hai bộ phim này đều không được lòng người xem. Thậm chí, nàng mỹ nữ Tân Cương còn bị chê bai nhiều hơn vì diễn xuất đờ cứng, gượng gạo trên màn ảnh. Tính đến hiện tại, địch lệ nhiệt ba vẫn chưa thông báo dự án phim mới khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Có nguồn tin cho biết nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ đóng chính ở Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng cùng Trần Chiết Viễn, nhưng lại không quá được ủng hộ. Người hâm mộ mỹ nhân Tân Cương thêm một lần nữa không giữ nổi bình tĩnh mà lên tiếng phản đối kịch liệt. Lý do được đưa ra vẫn là tuổi tác giữa hai diễn viên chênh lệch, không thích hợp để vào vai một cặp tình nhân, cũng như fan cho rằng Trần Chiết Viễn chưa đủ đẳng cấp để đóng cặp với thần tượng của họ. Giữa làn sóng tranh cãi gay gắt, đoàn làm phim và phía địch lệ nhiệt ba, Trần Chiết Viễn vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào.